chào các bác nha. Tối nay em chuẩn bị lên máy cày dao, dao đi Nam Trung Bộ, máy Yamaha IM351, 51 mã lực nha các bác. Đó, chiếc đậu trước cửa đây. Lên xe dao. Mã lực. Máy này thì đi Bình Định. Khách lấy trước là máy thôi. Còn khi nào khách có lấy dần cày dần sới thì khách sẽ alo gửi sau cho khách. Máy này đi Bình Định. Xã Phước Hiệp. Xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước, Bình Định các bác ạ. 51 mã lực nha. Đời siêu cao luôn. Dòng IM3 đời mới nhất của Yamaha tại Việt Nam nha các bác. 51 mã lực, hai cầu trợ lực lái toàn phần. Giờ em cho lên xe nhà rồi lên chành ghép xe. Trước mắt là khách lấy máy trước đã các bác ạ. Máy đòn rông. Còn khi nào mà khách cần dàn cày dàn sới thì khách sẽ alo sau. Cửa hàng em thì cũng về kha khá máy. Toyota M6040 Su 2 chiếc. Một chiếc Việt Nam, một chiếc Thái Lan. Thái Lan có ủi zin nha. Và chiếc này là Chomdi 5055E các bác nha. 5055, 50 mã lực nha. Máy rất là đẹp nha. Siêu đẹp luôn, nguyên bản động cơ số đùi hết cho các bác. Còn chiếc này là 351 ủi đầu. 351 ủi đầu zin Thái Lan nha, hàng nhập Thái nha các bác. Ủi đầu hãng luôn nha các bác. Đó thì em mới về chiếc này là siêu phẩm nữa nè. IM357 siêu phẩm. Máy ủi đầu zin Thái Lan nha. Siêu phẩm. Bánh hông to, bánh hông lớn luôn nha. 57 mã lực nha các bác, dòng IM3 mới nhất của Yamaha. Mà máy này là sản xuất tại Thái và sử dụng tại Thái luôn nha. Nó có ủi đầu zin, siêu đẹp. Anh cho xe nhà đi lên ghép chành cho khách về huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Máy siêu đẹp nha các bác nha. Máy êm ru, khô ráo sạch sẽ. Cửa hàng em là giao hàng toàn quốc luôn nha các bác. Giao hàng toàn quốc. Số điện thoại em để trên video là các bác liên hệ trực tiếp với ông chủ luôn đó nha. Số điện thoại 0983 841 872, là gọi là gặp ông chủ trực tiếp luôn nha các bác. Bác nào cần new hôn lần TT 4.75, 75 mã lực, hàng lớn để đi cày vùng đất cứng em có luôn nha. Siêu đẹp. Gặp TT 4 chấm, là dòng mới nhất nha. Ở trong này là mẹt xây các bác ơi. 2635, 75 mã lực nha. Máy nguyên bản động cơ số đùi zin 3 cục 100% nè. 75 mã lực. Rồi các bác nào cần máy nghe điện Nhật thì xài con này làm đất nhà cũng được. 26 mã lực, 26 mã lực. ZL2602DT 2 cầu nha, DT là 2 cầu. 2 cầu nha các bác, 26 mã lực nghe điện Nhật. Máy siêu đẹp luôn nha. Đó, các bác cần máy gì cứ nhấc máy gọi ngay vào số điện thoại em để trên màn hình nha. Cano vỏ xuồng, thuyền thúng gì đó, cửa hàng em đầy đủ hết. Để tại các chi nhánh khác. Cửa hàng em nằm trên quốc lộ 80, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. Nhiều cửa hàng lắm, các bác cứ yên tâm. Đầy đủ máy móc, vỏ xuồng, cano cho các bác thoải mái lựa chọn nha. Cửa hàng em nằm trên quốc lộ 80. Và đây là cửa hàng duy nhất có bán máy cày dàn sới dàn cày nha các bác. Đây là cửa hàng duy nhất nha. Còn những cửa hàng khác em để cano, vỏ xuồng và máy dầu.
các bác đi vừa với giỏ xuồng luôn nha. Còn riêng chi nhánh này là em để máy cày ha. Duy nhất cửa hàng này em có máy cày ở đây thôi. Nó phải buộc, phải ràng rất là kỹ cho khách mới được. Không có để nó sàng, không có để va đập, chảy xước, bể vỡ bất cứ bộ phận nào nha.